Ân Quảng Thuận gặp Mã Vân Hải năm 1980. Đến lượt Ân Quảng Thuận cầm đỏ đi. Ván cờ tiếp theo. Nước cờ hay hình thành bạt hoàng mã. Đen xe 4 tiến 1. Đổi lại. Đen xe 4 bình 5 chiếu tướng. Tiếp theo giải đà. Đỏ chiếu tướng bắt xe thắng cờ. Mã Vân Hải xe 4 tiến 1 ăn pháo. Ván cờ tiếp theo. Nước cờ tuyệt hay, đen chịu thua. Ví như tiếp theo. Tuyệt sát. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván đấu. Mã Vân Hải cầm đen, buông cờ chịu thua. Nhiệm Kiến Quốc gặp Hồ Vinh Hoa ở giải cá nhân năm 1988. Đến lượt Hồ Vinh Hoa cầm đỏ đi. Nước cờ tuyệt hay, lợi dụng lộ tướng. Đen tiến xe đánh sĩ, đỏ buông cờ chịu thua. Ví như tiếp theo. Tuyệt sát, đen thắng cờ. Tạ Duy Lưu gặp Hứa Mã Đạt năm 1980. Đến lượt Hứa Mã Đạt cầm đen đi. Ván cờ tiếp theo. Thank you.
Đen, mã 3 tiến 2 cản mã. Đổi lại, đen đi pháo 9 lùi 1. Tiếp theo, đến đây, đen có 2 khả năng. Đen sĩ 5 lùi 6. Tiếp theo, đỏ thắng cờ. Ở hình cờ này, đen không tướng 5 tiến 1, mà đen đi sĩ 4 tiến 5. Tiếp theo, tuyệt sát, đỏ cũng thắng cờ. Khả năng thứ hai của đen là tượng 5 lùi 7 ăn xe. Tiếp theo, tuyệt sát, đỏ thắng. Hứa mã đạt, mã 3 tiến 2. Tiếp theo, tuyệt sát, đen chịu thua. Vì tiếp theo đen có 2 khả năng. Như đen đi đối diện tiếu, tuyệt sát. Có như đen mã 2 đùi 3 ăn pháo. Tiếp theo, ngọa tào mã tuyệt sát, đỏ cũng thắng cờ. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván đấu. Hứa mã đạt cầm đen chịu thua. Lý Lai Quần gặp Ngô Quý Lâm năm 1991. Lý Lai Quần cầm đỏ. Hiện trạng đang hơn 3 tốt. Về binh lực là nhiều quân hơn. Nhưng tốt của đỏ ở hơi xa. Đến lượt Ngô Quý Lâm cầm đen đi. Đen bay tượng lộ tướng, dọa chiếu hết. Nước cờ tuyệt hay.
Đây là đòn trọng yếu để dẫn tới kết thúc thắng lợi ván cờ. Tiếp theo, Lý lại còn ứng phó. Xe 7 bình 5 chiếu tướng. Đổi lại như đỏ. Xe 7 bình 6 bắt pháo. Tiếp theo. Muộn cung tuyệt sát, đen thắng cờ. Lý Lai Quần bình xe chiếu tướng. Ván cờ tiếp theo. Đen lùi tượng, nước cờ tính toán tỉ mỉ. Ở đây là đen củng cố phòng ngự. Lý Lai Quần cầm đỏ, buông cờ chịu thua. Vì tiếp theo, đỏ chỉ có thể ăn pháo. Tốt đỏ tản mát ở xa, xe tất thắng, mã song sĩ. Như tiếp theo. Đỏ lùi mã. Đổi lại như đỏ tiến mã chiếu tướng. Tiếp theo thầy là. Cờ đen rất xa sát vạn tử sẽ thắng cờ. Như đỏ mã 8 lùi 6. Tiếp theo thầy là. Đen cũng sẽ thắng cờ. Viu Dĩnh Khâm gặp Trần Lệ Thuần năm 2005. Đến lượt Trần Lệ Thuần cầm đen đi. Ván cờ tiếp theo. Thank you.
Đỏ chịu thua. Vì như tiếp theo. Đen bắt xe thắng cờ. Ân Xuyên gặp Liễu Đại Hoa ở cúp Gia Chu. Hai bên chơi được 17 nước. Đến lượt Hướng Ân Xuyên cầm đỏ đi. Ván cờ tiếp theo. Đỏ thắng cờ. Vị trí tiếp theo. Lọ tướng tuyệt sát.
Lữ Khâm gặp Lưu Điện Trung năm 1998. Đến lượt Lữ Khâm cầm đỏ đi. Ván cờ tiếp theo. Đen chịu thua. Vì như tiếp theo. Đen mất pháo. Thua cờ. Phó Quang Minh gặp Trương Hiểu Bình. Hai bên chơi được 45 nước. Đến lượt Trương Hiểu Bình cầm đen đi. Tiếp theo. Phó Quang Minh ứng phó. Đỏ chịu thua. Vì như tiếp theo. Tuyệt sát. Đen thắng cờ. Ngũ Hà gặp Thường Uyển Hoa. Đến lượt Ngũ Hà cầm đỏ đi. Thường Uyển Hoa ứng phó. Nước cờ tuyệt hay. Đen chịu thua. Vì như tiếp theo. Lọ tướng tuyệt sát. Đỏ thắng. Trần Hiếu Khôn, Trung Quốc gặp Cung Gia Tường, Philippines. Đến lượt Trần Hiếu Khôn cầm đỏ đi. Ván cờ tiếp theo. Lọ tướng
Đen vô giải, đỏ thắng cờ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công đoàn lọ tướng.